close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đang xem kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ của em Ánh nhé. Thì hôm nay em xin giới thiệu tới toàn thể mọi người một cái dự án mới của bên em. 13 căn, vị trí là thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội mọi người ạ. Hôm nay em sẽ gửi tới quý khách hàng, cô chú, anh chị cũng như là các bạn một cái dự án mà 13 lô này thì tất cả đều đã có 13 chiếc sổ đỏ xinh xắn và giấy tờ pháp lý, giấy phép xây dựng rất là đầy đủ mọi người ạ. Với 4 căn ở bên ngoài mọi người nhá, 4 căn ở bên ngoài và 9 căn ở phía bên trong, có cái giá chào bán chỉ từ 1 tỷ 550 triệu đồng. Và cái ngõ trước nhà thì rất là rộng, ngõ ở phía bên trong thì là 2m7 mọi người nhé. Đây này, ngõ ở phía bên trong của các căn bên trong là 2m7. Và 4 căn mặt ngoài này thì ô tô tải có thể đi qua nhà, có thể đỗ trước nhà mọi người ạ. Hôm nay em anh sẽ giới thiệu với lại toàn thể mọi người một cái căn ở bên mặt ngoài có cái giá chào bán là 1 tỷ 750 triệu đồng. Mọi người nhá, có cái giá chào bán là 1 tỷ 750 triệu đồng với cái mặt tiền của ngôi nhà là 3m4 và diện tích là 30m, xây dựng và thiết kế 4 tầng, căn này đã có sổ đỏ đầy đủ mọi người ạ. Đó, ngõ trước nhà đây mọi người này, rất là rộng, ô tô rồi xe máy đi lại ngõ thông. Mời mọi người vào xem cái căn nhà cụ thể cùng em nhé. Cái căn nhà này thì hoàn thiện lên tới 95% rồi, còn một chút nữa thôi. Cửa thì là được thiết kế 2 lớp, thì bên ngoài này còn một lớp cửa nữa chưa lắp, và bên trong thì là cửa nhôm hệ mọi người nhá. Đây này, nhôm hệ Việt Pháp. Mà mọi người hướng vào phía phòng khách của ngôi nhà cùng em Ánh nhá. Đây chính là phía phòng khách của cái căn nhà đây mọi người ạ. Theo mọi người nhìn thấy thì là về cái hệ thống trần thạch cao, đèn led, sơn, đó, gạch ốp lát đều đã được thiết kế và làm xong hết 100% rồi. Gạch thì đã được ốp gạch 60-60, lát kiểu chéo mọi người nhé. Và màu vân màu trắng. Toàn bộ cái tông nổi bật của cái ngôi nhà này là chủ đầu tư thiết kế toàn bộ là màu trắng mọi người ạ. Mời mọi người hướng vào phía căn phòng bếp cùng em Ánh nhé. Đây chính là phía căn phòng bếp của cái căn nhà này đây. Đây mọi người ạ, căn phòng bếp đây, thiết kế rất là đầy đủ. Phụ kiện bếp, gỗ thì là bằng gỗ lim mọi người nhá. Gỗ tủ bếp được làm bằng gỗ lim. Hệ thống vòi chậu, chậu rửa bát đều đang được hoàn thiện hết rồi. Đây chính là cái mặt bếp đây. Và cái tủ bếp này được thiết kế cũng có một đôi chút cách điệu mọi người nhé, khác với những cái tủ bếp mà trước em mình quay đây này. Phần dưới này, phần chờ chắc là để sau này là sẽ để đồ hoặc là để nó nướng mọi người ạ. Tầng 1 của ngôi nhà thì có thiết kế một nhà vệ sinh nữa nha mọi người. Đây, nhà vệ sinh tầng 1 của ngôi nhà đây cũng được lắp đầy đủ về hệ thống sen, hệ thống vòi xịt, bồn cầu, vòi rửa. Hệ thống tay vịn cầu thang như mọi người nhìn thấy đây, được làm bằng gỗ lim Nam Phi mọi người nhé. Đây này, toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 là được làm bằng gỗ lim Nam Phi. Mời mọi người hướng theo em Ánh lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà xem là cái ngôi nhà này thì được thiết kế như thế nào. Vị trí của cái căn nhà này thì thực sự để mà nói là rất là gần trường mầm non, trường tiểu học mọi người ạ.
cách nếu mà đi bộ ấy thì khoảng tầm chỉ khoảng tầm 200m thôi. Cách chợ cũng vậy mọi người ạ, cách chợ thì khoảng tầm 300m. Đây xin mời mọi người hướng vào phía tầng 2 của ngôi nhà cùng em nhé. Trên tầng 2 của ngôi nhà thì được thiết kế là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh với cửa sổ hướng ra bên ngoài thì rất là rộng. Hướng nhà thì là hướng đông bắc mọi người ạ. Cửa sổ thì nó sẽ được thiết kế hai lớp. Còn một lớp bên trong nữa, còn một cái khung sắt sơn tĩnh điện nữa mọi người nhá. Vẫn còn, thì căn này em mới quay sơ qua một chút thôi cho mọi người có thể nắm rõ được. Đó. Hướng ở đông bắc và đặc biệt là cái căn này thì là cửa sổ mở ra cái phía ở ngoài đường ấy thì là thoáng vĩnh viễn mọi người ạ. Trên tầng 2 của ngôi nhà gạch ốp lát cũng được thiết kế gần tương tự như tầng 1. Đều cái tông màu sơn chủ đạo là tông màu trắng. Hệ thống trần thạch cao giật cấp, thiết kế giật cấp rất là đẹp. Đèn led cũng được thiết kế đầy đủ, tiết kiệm điện mọi người nha. Cái căn nhà này thì hồ sơ công tơ điện cũng như là công tơ nước cũng đều đã hoàn thiện xong hết rồi. Căn nhà này hoàn thiện lên tới 95% thôi, chỉ còn 5% nữa là mọi người có thể dọn đồ về và ở rồi. Cửa thông phòng của ngôi nhà đây mọi người nhé. Nhôm kính, nhôm hệ. Đây chính là phía tầng 2 của căn nhà. Nhà vệ sinh tầng 2 đây mọi người ạ. Được thiết kế đầy đủ hệ thống sen vòi, thiết bị vệ sinh, bồn cầu, lavabo và ống chờ bình nóng lạnh mọi người nhé. Đó. Kể cả trong nhà vệ sinh thì cái tông màu của nó cũng là thiên về màu trắng nhiều hơn, sáng hơn mọi người ạ. Mời mọi người theo em ánh hướng lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 của ngôi nhà thì được thiết kế tương tự như tầng 2. Tất cả các ô cầu thang đều có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài, lấy thoáng. Tầng 3 của cái ngôi nhà này thì được thiết kế tương tự như tầng 2 mọi người nhé. Gần như là giống nhau. Với cái vị trí của cái căn nhà này thì bước chân ra khu đô thị Đô Nghĩa nó rơi khoảng tầm 1,5 km. Cách bến xe Nghĩa khoảng tầm 3 km thôi mọi người ạ. Cũng rất là nhiều tiện ích xung quanh. Cách với lại trục đường quốc lộ 6 nó rơi khoảng tầm 1 km thôi mọi người nhé. Rất là gần. Tông màu sơn đây ạ. Toàn bộ là tông màu sơn màu sáng mọi người nha. Và nhà vệ sinh của tầng 3 cũng vậy, thiết kế tương tự như tầng 2. Đó, mọi người có thể quan sát giùm em. Mời mọi người hướng lên trên phía tầng 4, tầng cuối cùng của căn nhà này. Được thiết kế như thế nào? Tầng 4 của căn nhà được thiết kế gồm một phòng thờ, một phòng vệ sinh và một sân phơi cả nhà. Đây chính là phòng vệ sinh. Như vậy thì là cái nhà em Ánh đang quay hiện tại là có tới tận 4 nhà vệ sinh mọi người nhé. Đây chính là phía phòng thờ. Mọi người có thể sử dụng làm phòng thờ, có thể sử dụng làm phòng ngủ, tùy vào cái mục đích sử dụng công năng của mỗi hộ gia đình nhé. Và mời mọi người hướng ra phía sân phơi. Sân phơi của ngôi nhà đây cũng khá là rộng mọi người ạ. Như vậy là em Ánh nói cũng gần như là chi tiết toàn bộ cái căn nhà này cho mọi người biết rồi. Diện tích là 30m², xây dựng và thiết kế là 4 tầng. Giá chào bán của các căn trong cái lô 13 căn này thì có cái giá chỉ từ 1 tỷ 550 triệu đồng thôi. Tuy nhiên thì cái 1 tỷ 550 triệu đồng em Ánh chưa thể quay được bởi vì là vẫn đang một số phần nữa, thì khi nào mà cái căn đấy thì em Ánh sẽ quay gửi tới mọi người nhá. Có cái căn này thì gần như là đã xong sạch sẽ rồi thì em Ánh mới có thể quay được.
thì mọi người muốn biết thêm thông tin hơn nữa và muốn xem thêm những cái vị trí nhà của khu vực khác nữa thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em đấy hay thì nhớ bấm like để ủng hộ em, cũng như là đăng ký kênh, nhớ ấn vào nút chuông để có thể là những quý khách hàng đầu tiên xem được cái video bất động sản tiếp theo của em Ánh nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.